Ban tổ chức Miss Peace Việt Nam hỏi thí sinh ứng xử một điều nhịn chín điều lành, phán nghi ngờ, đá xéo Miss Grand hay gì. Phần thi ứng xử tại Miss Peace Việt Nam 2022 nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Đêm chung kết Miss Peace Việt Nam 2022 đang được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Người đăng quang sẽ nhận giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng. Chưa khi biết được cô gái nào sẽ đăng quang, top 5 thí sinh xuất sắc trải qua phần thi ứng xử. Đáng chú ý trong câu hỏi của thí sinh có số báo danh 111 Trần Thị Ban Mai, ban tổ chức đã đưa ra câu hỏi như sau. Trong thời đại mà ở đâu cũng có hòa bình, như ông cha ta ngày xưa đã có câu một điều nhịn, chín điều lành. Em nghĩ gì về câu nói này? Ban Mai đáp, theo em một điều nhịn, chín điều lành ý muốn nói ngoài sự nhẫn nhịn, yêu thương, cần phải có một tấm lòng biết cảm thông. Bởi vì khi chúng ta biết cảm thông, chúng ta mới hiểu người khác đang cảm thấy như thế nào. Và chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí của họ để biết rằng không phải ai cũng sung sướng, bất kỳ ai cũng có những khó khăn riêng, trăn trở riêng và họ đều có cuộc chiến nội tâm trong chính trái tim mình. Em nghĩ một điều nhịn, chín điều lành, bản thân chúng ta phải học tính kiên nhẫn, cảm thông và yêu thương. Việc ban tổ chức đặt câu hỏi một điều nhịn, chín điều lành cho thí sinh khiến dân mạng cho rằng phải chăng đang muốn ám chỉ đến Miss Grand. Bởi hai cuộc thi từng có màn đấu đá chỉ vì tên gọi được Việt hóa là Hoa hậu Hòa bình. Sao thi hoa hậu mà đem ca dao tục ngữ vào nhỉ? Ban tổ chức đang đá xéo Miss Grand Việt Nam đúng không? Thầm ghê. Ban tổ chức cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi người bớt lại đi.